hôm qua chính phủ anh thông báo đang đề xuất một quy định mới nhằm yêu cầu các công ty truyền thông xã hội phải có những bước đi cụ thể để đối phó với tình trạng tin giả hiện nay giới chức anh cho biết quy định trên nhằm ngăn chặn việc sử dụng internet để tiến hành chiến tranh thông tin trên không gian mạng theo đó quy định mới sẽ tập trung xử lý những tài khoản giả trên các nền tảng như facebook và twitter được lập ra để lan truyền những thông tin có thể tác động đến quá trình bầu cử hoặc tố tụng của tòa cơ quan quản lý truyền thông anh sẽ thiết lập bộ quy tắc ứng xử để giúp các công ty truyền thông xã hội tuân thủ quy định mới cơ quan này cũng sẽ được giao thẩm quyền xử lý những trường hợp vi phạm nhiều khả năng quy định này sẽ được thông qua như một điều khoản bổ sung gắn liền với luật an ninh quốc gia và luật an toàn trên không gian mạng hiện hành